Vâng ạ, xin chào mọi người, chào các bác trở lại với trang Chí Cổ Kỳ Xưa. Ngày nay em lên thứ nhất là cái cơn mạ vàng thập niên 70-79 nhé. Và có đầy đủ hết nhé. Con này size 52 chiều ngang 3,8 nhé, thập niên 70-79 nhé. Và con này thì xuất sắc này, không điểm trừ rồi. Và nay sẽ có cái giá rất tốt các bác. Và cái trong của nó trong trong đen nhé, cầu là cầu 20 nhé, chiều ngang 3,8 nhé. Đây dòng cơm là vàng thanh niên 70-79 nhé, của Mỹ xưa nhé, chuẩn ao nhất nhé. Ở gầm cầu dưới là có cái chữ AU nhé. Đây nha, rất rõ ràng nhé. Đó. Hai càng khác đầu chiều là âm 5 phần 2, âm American Optical nhé. Càng trái càng phải đều như nhau, đều khác đảo chiều nhé. Đây ạ. Bên này cũng thế này. Đấy, rất là rõ ràng nhé. Và bác nào ở Hà Nội, Hà Nội có địa chỉ nhé, em xem kính cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ nhé. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô ngay tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất anh của phương tiện đó nhé. Thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Và xuất sắc nhé, không điểm trừ nhé. Trước này bán toàn 54-55 thì ngày hôm nay bán giá cực tốt ạ, bởi vì vào cái giá đầu xuân năm mới bao giờ thì bên em luôn luôn được cái giá rất tốt để các bác làm sao trước chưa đủ quyền chơi, nay sẽ đủ quyền chơi kính cổ đồ cổ. À, với phương châm giao lưu vui chứng muốn khi thiếu đó. Vâng, à, giá cái là 5 triệu mốt nhá, 5.100k nhá, giá 5 triệu mốt nhá, 5.100k nhá, 5 triệu mốt 5.100k. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản em bao ship nhá, bác nào chọn ship code vui lòng đặt cọc 100 đến 200 tùy giá trị kính. Về thời gian gửi hàng em sẽ gửi từ 1-2 ngày, chậm 3-4 ngày. Giá bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, à, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối. À, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể ngày lễ ngày Tết. À, với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đến là xuất quá thì em đi thẩm định và định giá được hồ sơ. Bắt điện thoại trước là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa ở tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm nhé. Đó. Và đấy, mua kính cổ hay đồ cổ, bất kỳ đồ hiệu, bác phải chú ý cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm, rất là quan trọng luôn. Cực kỳ quan trọng. Bởi vì ngày nay nhiều đối tượng nó chụp cái kính hoặc nó cầm cái kính này này, chụp ảnh nó quay trên cành cây lá cây, bức tường hoặc là cái chỗ vị trí nào đấy, nhưng không có địa chỉ bán hàng lâu năm, có mua số điện thoại không thôi. Sử dụng rất nhiều sim số điện thoại không rõ ràng về hình ảnh của mặt con người. Đó. Thì lưu ý nó ghi là HTTP 2 chấm Zalo số điện thoại, nhưng mà chặn tính năng bình luận, vứt đi hết. Rồi số điện thoại Zalo hình ảnh động, vứt đi hết. Địa chỉ bán giảm giả thì nó nhiều lắm, Thanh Xuân, Hà Đông, Triều Khúc, rồi là Ngõ Lan Bá ở Bãi Cát, xung quanh Hồ Thịnh Quang, xung quanh Quán Quán, rồi là bên Long Biên các thứ nữa, nhiều lắm, rất nhiều. Những đối tượng này đa phần là nó bán trên một số trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo, mua bán chứng khoán chấm vn 24 giờ. Thì đây là một số bác đã bị dính bẫy đó, hoặc hẹn nửa đường anh đâu mang qua xe mưng kêu là không với mình mua bán thì ship. Bán online đấy là đối tượng dởm giả nhái bán kiểu thế. Còn riêng bán kính của đồ cổ, các bác nên mục sở thị nhà có làm sao bạn bạn có đèn vả được, đấy là kinh nghiệm đấy, kể cả trong nước ngoài nước thế. Và mình mua bán kính đồ cổ phải chọn được cái địa chỉ số điện thoại lâu năm như bên này đó, địa chỉ số điện thoại nó phải song hành, dễ nhìn dễ tìm đấy. Ok đấy, mọi thứ nó phải rõ ràng. Đây là mã số 01 nhá, 5 triệu mốt, 100k rất rẻ. Tiếp theo đây là cái mã số 02. Đây là mã số 2, đây là bộ tua vít đa năng thôi mà, em để cho dễ nhận biết ạ. Vâng, đây là bộ tua vít đa năng để dùng cho đồng hồ kính bật lửa, tivi, đầu dàn loa nhé. Và đây là hai đầu khẩu nhé, còn đây là các đầu vít hai cạnh, bốn cạnh và lục lăng để vặn mở ốc sao hoa khế nhé. Đó, lục lăng ấy vặn mở ốc sao khế, còn hai cạnh nhỏ, hai cạnh to, bốn cạnh nhỏ, quanh to thì bác vặn được rất nhiều cái chi tiết nhỏ như đồng hồ kính bút bật lửa, rất là ok. Đó, và đây là hai đầu khẩu, nó giá chỉ có 300.000 thôi, 300k. Rất là tiện, bác đi đâu bỏ vào cúp xe máy hoặc là túi quần túi áo cúp xe, rất là tiện luôn, mà chỉ 300k thôi. Vâng, vừa rồi là cái góc độ chia sẻ quan điểm về kính của đồ cổ. Thì các bác mua bán thì cũng không nhìn vào lượng đăng ký kênh theo dõi trang, bởi vì có nhiều đối tượng xấu là nó mới làm 1 năm, 2 năm hay 3 năm nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing để xem, đổi like, để view, để được kênh lượt đăng ký kênh theo dõi một cách chóng mày chóng mặt.
mà đã 10.000, 20.000, 30.000 người thì lưu ý. Kênh YouTube em triển khai là gần 9 năm mà bán tại nhà và ngoài đường Trường Chinh là 25 năm mà chỉ có hơn 4.000 đăng ký kênh thôi. Mình làm cách như soạn Đình Hương, một cách chân tình, chân thành nhất, chia sẻ rõ ràng gốc rễ ngăn dạng để luôn tất cả cái mặt trái sau em chia sẻ. Vâng, rất cảm ơn các bác xem video. Bác nào yêu quý tranh của xưa đăng ký kênh, like, share thì em sẽ có giá tốt. Và xin chào các bạn.